Mitchman và Bương Bonny Kimasho. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tiếp ngữ pháp số 3 trong bài số 8 nào. Rồi, ngữ pháp số 3 mình thấy rất là quen thuộc đúng không? Hai, này, agemas, moraimas, kuremas. Được nè. Thì đầu tiên, agemas, moraimas. Mình đã học phần N5 rồi đúng không? Agemas mang nghĩa là ai đó cho ai đó cái gì, và moraimas tức là nhận từ ai đó cái gì đúng không? Ừ, được đó. Rồi bây giờ mình cùng luyện tập lại một chút nhé. Đầu tiên với động từ agemas đó. E wa bi ni narani o agemas mình nghĩa là A cho B cái gì nhá? Cái đối tượng mà mình cho ấy, được chưa? Cái đối tượng mà gì anh nhỉ? Được cho thì đi với trợ từ là trợ từ nhị. Ví dụ là gì anh nhỉ? Bạn Hà cho bạn Nam hoa đúng không? Thì bạn Hà là chủ thể. Thế sao chủ thể là trợ từ á? Cho ai? Cho bạn Nam đúng không? Tức là bạn nào đối tượng được nhận ấy, thì sao đối tượng được nhận mình dùng cái trợ từ đó là trợ từ nhị nhá. Đó, Hà cho Nam hoa mình sẽ nói là Hà sao á? Nam sang nhị Hà nào? Agemashita. Itですか? Đó là cách dùng của agemas nhá. Rồi bây giờ mình cùng nhau luyện tập thêm để nhớ được cấu trúc agemas này nhé. Cấu trúc với động từ agemas. Câu số 1 nào. Kino wa haha no tanzobi deshita. Watashi wa haha ni seta o agemashita. Kino wa haha no tanzobi deshita. Watashi wa haha ni seta o agemashita. Bạn hiểu ý nghĩa câu này không? Học rồi đúng không? Vậy chúng ta cùng thử dịch câu này nhé. Ừ, hôm qua đúng không? Là gì đây nhỉ? Tanjobi là sinh nhật đúng không? Hôm qua là sinh nhật của mẹ này. Tôi đúng không? Đã gì đấy? Đã cho ai nhỉ? Tôi đã cho mẹ đúng không? Tức là mẹ đối tượng được nhận đấy. Thì sao đối tượng được nhận? Mình dùng cái trợ từ ní nhá. Tôi đã cho mẹ áo len. Được chưa? Tôi đã cho mẹ, tôi tặng mẹ nhá. Tôi đã tặng mẹ áo len. Itですか? Thì cái đối tượng mà cho, tặng ấy thì sẽ biến thành chủ thể của câu. Ấy còn cho ai, tặng ai thì sẽ đi với trợ từ là trợ từ ní các bạn nhá. Rồi tương tự mình sang câu số 2 nào. もうすぐクリスマスですね。あなたは恋人に何をあげるつもりですか？もうすぐクリスマスですね。あなたは恋人に何をあげるつもりですか？ Rồi, もうすぐ là sắp đúng không? À sắp đến gì đây? クリスマス là gì đây nhỉ? Đúng rồi là Giáng sinh, sắp đến Giáng sinh rồi nhỉ? Bạn ấy, đúng không? Chimori là gì cả gì đấy? Chimori mấy bài trước đúng không? Thì mình học mang nghĩa là dự định đúng không? Định này. Vậy sao đấy? Anata là bạn đúng không? Bạn định là sẽ tặng tặng ai đây? Đúng rồi, tặng người yêu nhá. Mình có koibito bạn nghĩa là người yêu. Bạn định tặng người yêu cái gì? Đó, nani o agedu tsumori desu ka? Sắp đến Giáng sinh rồi. Bạn định là tặng người yêu bạn cái gì? Chớ, đây là cấu trúc với agemas mà nghĩa là tặng ai đó cái gì nhá. Hai chữ gì? Moraimasu desu ne. Moraimasu. Rồi mình cùng nhau ôn tập lại động từ moraimasu nhá. Thì moraimasu nghĩa là nhận đúng không? Nhận từ ai đúng không? Từ ai thì sau cái danh từ chỉ ai đấy thì dùng cái trợ từ là trợ từ ni. Itですか? Đấy cái trợ từ ni đúng không? Nó dịch là gì đấy? Một là cho đúng không? Và hai là từ. Đấy cho ai đúng không? Cho ai cái gì thì cũng dùng cái trợ từ ni. Và từ ai thì sau cái danh từ chỉ ai đấy cũng dùng cái trợ từ ni. Itですか? Vậy tôi nhận đúng không? Tôi nhận sách từ giáo viên thì tôi là chủ thể của câu đúng không? Sẽ là watashi wa. Giáo viên là gì đấy? Giáo viên là sensei đúng không? Sensei là đối tượng mà mình nhận sách từ thì sẽ là sensei ni. Homo moraimashita. Được chưa? Đã nhận đúng không? Tôi đã nhận sách từ giáo viên nhá. Watashi wa sensei ni homo moraimashita. Itですか? Nhớ nhá, có chúc. E wa bi ni nani o moraimashita. Mà nghĩa là bạn A nhận được từ bạn B cái gì nhá. Hay oboite kudasai. Các bạn hãy ghi nhớ cái điều đó nhá. Rồi bây giờ mình lại cùng nhau ôn tập lại nhá. Một số câu văn có sử dụng động từ moraimashita nhá. Hay ikimashou. はい、1番。昨日は私の誕生日でした。姉に花をもらいました。昨日は私の誕生日でした。姉に花をもらいました。これ何が時代？あ、hôm qua đúng không? Hôm qua đã là sinh nhật của tôi này. Là sao đấy? À, tôi đã đúng không? Nhận từ ai đấy? Nhận từ chị gái đúng không? Từ chị gái cái gì đây nhỉ? Đúng rồi, nhận từ chị gái Hoa nhá. Itですか? Vì hôm qua này là sinh nhật của tôi nên tôi đã nhận hoa từ chị gái nhá. Hay nhỉ bảo Mira-san wa Tanaka-san ni hon wo moraimashita. Câu này mang nghĩa là gì đây các bạn? Ai nhỉ? À, anh Mira đúng không? Anh Mira đã nhận từ ai đấy? Đúng rồi, anh Mira nhận từ anh Tanaka cái gì đấy nhỉ? Hon là sách đúng không? Anh Mira đã nhận từ anh Tanaka quyển sách các bạn nhá. Hay itですか? Bạn đã nhớ được
Các bạn đã hiểu cách dùng một động từ moraimas chưa? Moraimas tức là nhận cái gì đó từ ai nhá. Đấy, và nhận từ ai thì sau lên từ chỉ người đó mình sẽ dùng với trợ từ ni nhá. Còn ai là người được nhận thì mình đưa thành lên làm chủ thể của câu. いいですか? Ví dụ như gì đấy? Watashi wa ane ni hana o moraimashita. Mà nghĩa là gì đấy? Tôi nhận hoa từ chị gái. Nhưng bây giờ mình muốn đổi ngược lại là gì đây nhỉ? À, chị gái đã cho tôi hoa. Thì mình dùng như nào đấy? Chị gái đã cho tôi hoa. Đương nhiên là mình không thể dùng agemas được các bạn nhớ. Agemas là gì đấy nhỉ? Cho ai đó cái gì? Nhớ là cho ai đó, không phải cho mình, được chưa? Cho ai đó cái gì? Đấy, bản thân mình cho ai cái gì hoặc bạn A cho bạn B cái gì nhá. Thì mình mới dùng agemas. Còn chị gái cho mình cái gì đó thì mình sẽ không dùng động từ agemas được. いいですか? Nhớ chưa nhỉ? Ai đó cho mình cái gì hoặc cho người thân của mình cái gì thì mình sẽ dùng cái động từ sau đây. Đó là động từ くれます, bạn nhớ. いいですか? Nhớ là ai đó cho mình hoặc cho bản thân những người trong gia đình mình ấy cái gì đó thì mình sẽ dùng với động từ, đó là động từ くれます, bạn nhớ. Động từ くれます. Rồi, động từ くれます đúng không? Đấy thì bao giờ cũng đi với cho mình rồi đúng không? Thì sẽ đi với lại watashi ni. くれます bao giờ cũng đi với cố định nào watashi ni. Được chưa nhỉ? Đấy, ai đã cho mình thì mình đưa cái đối tượng cho mình đấy lên làm chủ thể của câu. Đấy, ví dụ anh gì đấy nhỉ? Anh Mira cho mình đúng không? Cho là Mira san wa watashi ni. Được chưa? Cố định là watashi ni các bạn nhớ. Đấy, hoặc là cô giáo cho mình đúng không? Đấy sẽ là sensei wa watashi ni nani kuremasu. いいですか? Đấy nhớ. Nhớ chưa nhỉ? Ai đó cho mình cái gì? Đấy đã cho mình rồi, bao giờ cũng là watashi ni. Hoặc cho người thân trong gia đình mình, cũng như là ani, ane, ototo. Đúng không? Thì sau những danh từ chỉ người như vậy cũng đi với trợ từ ni các bạn nhớ. Hãy để bước đi mình thấy cả sai. Nhìn ví dụ nhá. Kino wa watashi no tanjoubi deshita. Ane wa watashi ni hana o kuremashita. Rồi đây là một câu có ý nghĩa giống như câu vừa đấy. Sensei đã chữa đúng không? Câu gì đấy nhỉ? Ane ni hana o moraimashita. Nhận hoa từ chị gái. Thì sẽ bằng với đấy. Chị gái cho ai đấy? Cho tôi hoa. いいですか? Kuremashita bao giờ cũng đi với watashi ni. いいですか? Kino wa watashi no tanjoubi deshita. Hôm qua đã là sinh nhật của tôi. Ane wa watashi ni hana o kuremashita. Chị gái đã cho tôi hoa. Rồi các bạn đã hiểu chưa? Tiếp theo nhá, mình tìm hiểu câu số 2 này. Maria-san wa kuni e kaeru toki watashi ni jitensha o kuremashita. Maria-san wa kuni e kaeru toki watashi ni jitensha o kuremashita. Và trong trường hợp đó, kurema là cho bản thân người nói cái gì ấy, cố định là watashi ni rồi. Đây là cái gì ấy nhỉ? Cái watashi ni ấy có cũng được, không có cũng không sao các bạn nhớ. Watashi ni các bạn có thể lược bỏ đi. Rồi, câu này mang nghĩa là gì đấy? À, chị Maria, kuni e kaeru toki gì ấy? Toki gì là khi đúng không? Khi sao đấy nhỉ? À, chị Maria khi mà trở về nước ấy, đã cho tôi cái gì ấy nhỉ? Đã cho tôi cái xe đạp các bạn nhớ. Đã cho tôi cái xe đạp. Rồi, tiếp tục câu số 3 nào. Kino wa otohoto no tanjoubi deshita. Tanaka-san ga otohoto ni hon o kuremashita. いいですか? Kino wa otohoto no tanjoubi deshita. Hôm qua đúng không? Là sinh nhật của ai đấy? Otohoto là em trai đúng không? Hôm qua là sinh nhật của em trai tôi nè. Tanaka-san ga otohoto ni hon o kuremashita. À đây nhỉ? À, anh Tanaka đúng không? Anh Tanaka đã cho em trai tôi quyển sách. Thì trong trường hợp người nhận ấy là người thân trong gia đình của mình, như là anh chị em hoặc bố mẹ ấy, thì mình cũng dùng động từ kuremashita nhá, bằng nghĩa là cho đó, cho em trai tôi nhá, cho em trai tôi quyển sách. Các bạn nhớ chưa nhỉ? Động từ kuremashita đúng không? Kuremashita thì dùng khi mà ai đó cho bản thân người nói hoặc những người trong gia đình người nói cái gì các bạn nhớ. Đây là watashi ni hoặc là ani, ane hoặc ototo đi với trợ từ ni các bạn nhớ. Hãy cố gắng nhớ cách dùng của kuremashita. Rồi tuy nhiên mình có một chú ý như sau, đó là sử dụng kuremashita, kureru khi bạn đặt câu hỏi cho đối phương ấy. いいですか? Ấy thì kuremashita còn thì là chỉ đối phương nữa. Gọi là gì anh nhỉ? Cái này ai là người đã cho bạn thế? Kore wa dare ga kuremashita, kuremashita ka? いいですか? Kore wa dare ga kuremashita ka? Mà nghe ai là người cho bạn thế? Tức là khi mà dùng kuremashita, kureru để đặt câu hỏi cho đối phương ấy, thì kuremashita ngoài chỉ bản thân người nói, chỉ bản thân là gì đấy cho tôi ra ấy, thì còn là gì đấy chỉ đối phương nhá. いいですか? Trong cuộc hội thoại có hai người thì kuremashita còn dùng cho những cái hành động mà cho cái người mà mình hỏi đấy nhá. Ví dụ mình hỏi bạn A đúng không? Là gì đấy nhỉ?
ai đã cho hoa bạn thế, đúng không? Thì động từ kuremas mình vẫn được sử dụng nhá, mang nghĩa là cho gì đấy, cho đối phương ấy, đó, cho cái người bạn A, cho bạn A đấy nhá. Thế câu hỏi đúng không? Tanjoubi ni kanojo wa anata ni nani wo kuremashita ka? Câu này mình dịch là gì ấy nhỉ? À, vào ngày sinh nhật đúng không? Kanojo là bạn gái nhá. Thì bạn gái đã tặng bạn cái gì? Đấy thì kuremas còn chỉ gì đấy nhỉ? Chỉ đối phương nhá, đối phương trong cuộc hội thoại của mình ấy, có trong cuộc hội thoại có hai người là mình và đối phương, thì kudemas còn chỉ là gì đấy, chỉ đối phương thôi nhá bạn nhá, chỉ đối phương đã cho đối phương cái gì đấy. Và ngày sinh nhật thì bạn gái đã cho bạn cái gì thế, được chưa? Thì dùng cái kudemas trong cuộc hội thoại với hai người nhá, rồi mình đặt câu hỏi rồi idesuka, đó toàn bộ kiến thức liên quan đến gì đấy nhỉ, ôn tập lại đúng không? Agemas, moraemas và kudemas thì bạn nhớ là gì đấy, cấu trúc chung đúng không, đều là danh từ o cộng với lại agemas, moraemas và kudemas. Tuy nhiên ý nghĩa khác nhau đúng không? Agemas nghĩa là gì đây nhỉ? Cho ai đó cái gì? Đó cho ai? Đấy, đối tượng mà được nhận đấy thì mình dùng cái trợ từ là trợ từ ni. Đấy cho mẹ thì sao mẹ dùng trợ từ ni các bạn nhá. Ấy moraemas nhận đó, nhận từ ai thì sao nhân từ thì ai đấy mình cũng dùng với trợ từ là trợ từ ni nhá. Rồi nhận từ mẹ đúng không? Sẽ là ha ha ni. Các bạn hiểu chưa nhỉ? Rồi cuối cùng là kudemas đúng không? Kudemas mà nghĩa là ai đó cho cái bản cho ai đó cho mình cái gì nhá, ai đó cho mình cái gì hoặc cho người thân trong gia đình mình cái gì đấy, thì có chút câu này bao giờ cũng đi với lại watashi ni hoặc là gì đây nhở, ani ni ototo ni và nhá. Đấy còn đối tượng mà cho mình hoặc cho người thân trong gia đình của mình ấy, mình sẽ đưa lên làm chủ thể của câu bạn nhá. Đấy ví dụ là gì đây nhở, anh Mira cho tôi đúng không, trả lời Mira sao wa watashi ni, nó cho cái gì đấy, cho quyển sách đúng không, trả lời hồng ngỗ kudemashita. Hay, いいですか? Hay, 覚えてください. Các bạn ghi nhớ điều đấy nhé.